Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái khu vực có tên là Cell Phone Waiting Lot của uh, sân bay Ls Đây là cái khu vực mà mình uh, sẽ đậu xe ở đây và chờ người nhà hoặc là hành khách uh, bước ra ngoài phi trường rồi mình đến đón. Thì uh, mình thấy chỗ này nó có một cái ưu điểm so với việc mình đậu xe ở trong cái parking lot của ls đó là cái bãi đậu xe của LS lúc nào nó cũng đông rồi giá thì rất là cao cho nên nếu như mà mình đợi người nhà khoảng nửa tiếng hoặc 45 phút thì mình có thể vô đây để mà mình ngồi chờ đến khi người nhà mình ra ngoài sân bay rồi đó thì mình đến mình pick up rất là nhanh nhưng mà cái chỗ này thì mình nghĩ là nó thích hợp cho buổi tối hoặc là buổi sáng nếu mà trời nó mát Tại vì buổi sáng nếu mà trời nắng thì mình đậu ở đây nó rất là khó chịu. Ờ, bên ngoài thì nắng rồi xe cộ rất là nhiều. Cho nên là nó thích hợp cho buổi tối trời mát. Ở đây thì đậu xe miễn phí, nhưng mà các bạn phải có mặt ở chỗ cái xe của mình chứ mình không có được đậu xe ở đây rồi mình bỏ đi chơi nhông nhông là người ta sẽ thô xe của mình đó nha các bạn. Các bạn vô Apple Maps, search cái chữ này và chạy đến đó nha.